Đây là con đường đi lên một ngọn đồi, là một trong những nơi cao nhất Paris. Trên đỉnh ngọn đồi đó tọa lạc một vương cung thánh đường tên là Sacré-Cœur. Dọc con đường này là các cửa hàng bán quà lưu niệm, boutique và cả các nhà hàng quán nước nữa. Phương lên đây hơi sớm nên còn nhiều cửa hàng vẫn chưa mở cửa, mình tranh thủ đi sớm cho mát mẻ. Thực ra cái hướng Phương đang đi là hướng đi xuống nha, vì hồi nãy đi lên mà nhiều cửa hàng còn đóng cửa hai bên trống trơn, không có đẹp mắt, nên mình đợi họ mở nhiều ra một chút rồi đi xuống quay cho đẹp. Sacré-Cœur là một nhà thờ, là một công trình kiến trúc mang tính tôn giáo được thăm viếng nhiều thứ hai ở Paris sau nhà thờ Đức Bà. Sự thu hút đó còn đến từ sự hấp dẫn của quảng trường Tate, nơi tập trung các họa sĩ ở đây để vẽ tranh và bán tranh. Những con đường để đi lên và xung quanh vương cung thánh đường đều có hình thức kinh doanh chung như thế này, là bán các quà lưu niệm, rồi các hàng quán, quán ăn, quán nước. Đây là con đường đi luồn bên hông của vương cung thánh đường. Từ chỗ này là phạm vi của quảng trường Tate. Nơi đây từng nương náu một thời của một thiên tài, đó chính là Picasso. Bạn biết Picasso mà đúng không? Bây giờ nếu Phương hỏi liền và bạn trả lời liền, thì các bạn biết ổng là người nước nào không? Ổng là đồng hương của danh thủ Sergio Ramos, người Tây Ban Nha chứ không phải người Pháp như các bạn. Thì từ trước nơi đây đã là nơi tập trung các họa sĩ sinh sống và vẽ tranh để bán rồi. Và đến đầu thế kỷ thứ 20, Picasso mới tới đây sống, cũng vẽ tranh ở đây cùng một số họa sĩ nổi tiếng khác nữa. Paris ngoài kinh đô ánh sáng còn là kinh đô của nghệ thuật. Thế nên khi đang là sinh viên thì Picasso đã rời Madrid để tới đây, và cũng chính từ đây tài năng của ông càng phát triển và lan tỏa khắp thế giới. Phương muốn nhấn mạnh là ông vốn dĩ đã giỏi rồi, nhưng đây là nơi làm bộc phát và nổ rộ tài năng của ông. Ngày nay tại quảng trường này, ngày ngày các họa sĩ vác giá vẽ ra đây vẽ cho du khách. Giờ còn sớm nên bạn thấy chưa sôm tụ chứ tầm trưa nữa, chỗ này kín người. Một số người thì ngồi để được vẽ, một số thì đi xem tranh, một số thì mua tranh để làm quà lưu niệm, một số nữa thì ngồi uống cà phê và xem các họa sĩ vẽ tranh. Chỗ này rất vui và nhộn nhịp. Phương nói thêm một chút xíu về Picasso. Thì ngày nay hầu hết các tác phẩm của ông được trưng bày ở bảo tàng ở bên Tây Ban Nha, chỉ có một số ít là được trưng bày trong bảo tàng Louvre ở Paris này thôi. Picasso cùng với Vincent Van Gogh là hai người mà có tranh bán mắt nhất thế giới, mà với đôi mắt trần tục của một kẻ tầm thường như mình thì không bao giờ thấy được cái đẹp của những bức tranh đó. Quanh quảng trường này Phương có thể đi lại nhiều lần. Không phải tháp Eiffel hay Khải Hoàn Môn, mà chính là chỗ này là nơi mình thích nhất. Từ lần đầu đến Paris đã thích chỗ này, giờ vẫn vậy. Nhìn nó ạt, và khung cảnh làm toát lên chất lãng mạn, đầy thi vị. Bác họa sĩ này đang vẽ tranh cho khách luôn nè. Có khách sớm quá. Ở đây người ta vẽ chân dung, miếm họa, và vẽ những nơi nổi tiếng của Paris, mang tính biểu tượng giống như nhà thờ Đức Bà, tháp Eiffel, rồi vương cung thánh đường ở đây nữa để bán cho du khách. Ở đây cũng lại có khách nè. Mình rất thích nhìn cái cảnh này, nhìn họa sĩ vẽ tranh trực tiếp cho khách.
Phía bên trái là cái khoảng hình vuông sau lưng các họa sĩ, là một cái nhà hàng, quán cà phê. Và phía bên phải cũng là quán cà phê. Thì khi mà khách á, người ta đến, người ta thích ngồi ở đây uống cà phê và nhìn họa sĩ vẽ tranh. Làm YouTube vài năm mà cũng không ai coi, chắc phải xách cái giá lên đây thuê một chỗ ngồi rẻ quá, kiếm sống qua ngày. Rời quảng trường Tet, mình đi luồn qua phía bên hông của Vương Cung Thánh Đường và sau đó là đi xuống dưới, quay từ góc ở phía dưới lên trên cho các bạn xem. Vương Cung Thánh Đường Sacré-Cœur nhìn từ xa có hai lối lên, một lối là bằng thang máy ở phía bên trái mình đi qua một chút xíu nữa, và lối đi bộ là tiến về bên phải và đi lên trên. Mình chọn đi bộ đi lên để quay cho nó đẹp, bởi vì trước mặt là những bậc thang mà từ đó hướng quay lên Vương Cung Thánh Đường nhìn rất đẹp. Vương Cung Thánh Đường Sacré-Cœur là công trình kiến trúc mang tính tôn giáo thu hút khách du lịch đứng thứ hai ở Paris sau nhà thờ Đức Bà. Hơn 10 năm trước, nó còn thu hút khách du lịch hơn cả tháp Eiffel và nhà thờ Đức Bà nữa. Đối diện nơi bạn đang thấy, nhìn xuống là toàn cảnh thành phố Paris. Khi lên trên tầng trên của nhà thờ có các kính viễn vọng được lắp dành cho du khách. Mặt bằng của nhà thờ Sacré-Cœur mang hình thập giá lớn, phía bên trong nhà thờ trang trí theo phong cách La Mã. Bày rằng bên trong cấm quay phim nên Phương không quay cho bạn coi được. Trên trần nhà là bức bích họa vẽ Chúa Giê-xu, rất là đẹp, và trang trí kính màu ở nhiều nơi. Mời bạn thưởng lãm những bậc thang của chìa khóa. Ở Paris này, chỗ nào mà có cái lưới sắt như vậy là sẽ có móc khóa. Hôm trước ở cái video Paris, Phương đã có nói với các bạn là có một cây cầu mà người ta gắn ổ khóa nhiều đến nỗi mà nó có khả năng bị sập và chính quyền đã phải lắp kiến để cho khỏi móc ổ khóa vô không? Thì ở đây cũng vậy, tháp Eiffel cũng vậy luôn. Ở bên hai bên thóc hông tháp Eiffel đó, có những chỗ có lưới sắt đó, người ta cũng móc khóa chi chít hết. Và bên cạnh những nơi mà có ổ khóa như thế này sẽ có những cửa hàng chuyên bán ổ khóa. Ở dưới là ít, bạn lên trên sẽ thấy nhiều dần. Và đến một lúc bạn nhìn phải cảm thấy là ám ảnh. Không biết bạn có cảm giác giống vậy không, nhưng mà mình nhìn thấy giống như bị bò chét bu. Có ít thì nhìn còn đẹp, có nhiều quá nhìn ghê quá. Rồi đến một lúc nào đó người ta cũng phải cho người tháo mấy cái dàn lưới này ra để thay dàn khác, nhiều quá sợ nó sập. Chỗ cái kính viễn vọng cho bạn nhìn xuống dưới đó, mà ở đây Phương không biết có cần phải nhét tiền vô hay không, chứ ở trên tháp Eiffel là phải nhét tiền vô mới chạy nha. Những ổ khóa này Phương đoán chắc là của du khách. Paris mà, ai cũng muốn đến và để lại kỷ vật tình yêu ở đây hết. Chỗ này là một góc chéo phía trước mặt Vương Cung Thánh Đường. Phía sau lưng Phương không xa là thang cuốn để đi xuống khỏi ngọn đồi. Từ độ cao này nhìn xuống thì cũng thấy được thành phố.
nhưng không thấy rõ và 360 độ được như nhìn từ đỉnh của Khải Hoàn Môn và từ tháp Eiffel. Video sau Phương sẽ cho bạn xem thành phố ngắm từ đỉnh của Khải Hoàn Môn và tháp Eiffel. Nhà thờ Sacré-Cœur là công trình kiến trúc mang tính tôn giáo và lịch sử nữa. Những bạn nào bên đạo Công giáo có thể tìm hiểu, mình không có đạo, mình có thể tìm hiểu, nhưng nó không thẩm thấu vô đầu cho lắm. Những người có đạo, người ta đến đây với tinh thần rất khác, rất thiêng liêng. Mình chỉ đến đây với tư cách như một khách du lịch, không phải đi hành hương. Người ta tự tạo cầu vồng nè, bạn thấy không? Đẹp lắm, hồi nãy Phương thấy cầu vồng đôi luôn. Cho bắn nước lên để tưới cây mà buổi sáng nên dạ ra cầu vồng. Và đây là lối đi bằng bậc thang. Cái này là một lối đi nhỏ bên hông để đi lên trên thôi. Đứng trước cửa, Phương không vô nha. Không phải không vô, mà là Phương không quay bên trong, bởi vì người ta không cho quay bên trong. Xong rồi mình nhìn xuống dưới một chút xíu và mình đi về. Cảm ơn các bạn đã xem đến giờ phút này. Hãy nhớ đăng ký để ủng hộ kênh.